Vâng, em kính chào các bác nhé. Em xin giới thiệu các bác, em có sản phẩm dầu nhờn Honda các bác ạ. Dầu nhờn Honda các bác. Và cái bình để tưới cây, bơm để bơm xe, máy xe đạp. Và cái rổ gà để đi ống ghen, đi nguồn và dây điện để cho bà con mình cách điện trên trong tường hoặc trên các vỉ kèo của nhà xưởng, nhà sắt đều rất tốt bà con. Nhất là các nhà vệ sinh ẩm ướt đỡ, để tránh nó có oxy, nó đỡ ẩm ướt, nó đỡ chập cháy sau này. Mình có thay rất dễ, chứ không mình dán thẳng dây vào cũng được thôi, nhưng mà nữa nó chập cháy chẳng hạn thì mình nhẫn nát gạch rồi thì rất là mệt đấy bà con. Dao kéo để buộc thìa, móc thôi quần. Thùng chảo nó bật nửa, áo mưa, túi bóng đựng thuốc lá và ống thoát nước từ phi 110 ở trong kia và đến 90 và đến nhỏ nhất là phi 21 TU cút chếch bà con. Cước cầu cá, nửa cầu cá, bình ngâm rượu, túi đựng tiền, túi đựng điện thoại, các loại quần áo, túi bóng ni lông che mưa cho các cây trồng khỏi táp, dây điện từ 0,75 cho đến 2 × 2,75, từ 2 × 0,75 và 2 × 2,5 bà con ạ. Đấy là ô và các TI cút chếch, thí rót rượu, dây chun, rồi vòi phun thuốc bảo vệ thực vật, dao kéo, máng gà ăn to nhỏ các loại bà con. Đấy, đấy bà con, bình phun thuốc sâu rồi.